Mỗi độ thu sang thì hoa cúc vàng lại nở ngập tràn. Với màu sắc vàng tươi như là màu nắng của mùa thu thì hoa cúc được chọn là biểu tượng để báo hiệu mùa về. Và không chỉ được dùng trang trí rất đẹp thì hoa cúc vàng còn được dùng trong đông y để chữa rất nhiều bệnh và làm đẹp. Tại Trung Quốc thì mỗi khi tháng 11 về thì những người dân ở nhiều vùng miền lại tất bật với việc thu hoạch hoa cúc để làm thảo dược. cứ mỗi mùa hoa cúc đồng hòa, người dân trong xã Nàn Hề, Trung Quốc lại rộn ràng thu hoạch hoa cúc. Sau khi thu hoạch, hoa cúc được đưa về nhà máy sấy khô và chế biến thành thảo dược. Trên gương mặt của những người thu hoạch, ánh lên niềm sung sướng khi năm nay được mùa hoa. Tôi đã thuê 40 công nhân, mỗi ngày một người sẽ thu hoạch được khoảng 50 kg hoa, sau đó chúng tôi sẽ chuyển tới các nhà máy. Từ xa xưa, người Trung Quốc có truyền thống uống rượu hay trà hoa cúc vào tiết trời mùa thu để có sức khỏe tốt. Cũng theo người Trung Quốc, đây là loài hoa quý có thể phối hợp với các vị thuốc khác chữa các chứng bệnh của bốn mùa. Theo đồng y, hoa cúc giúp thanh tán phong nhiệt, bình can, sáng mắt, thanh nhiệt, giải độc. Nó có vị ngọt, đắng, tính bình, hơi hàn. Mới đây một nghiên cứu tại Mỹ phát hiện hóa chất tự nhiên apigenins có trong trà hoa cúc có tác dụng ngăn ngừa tế bào ung thư lan rộng và khiến chúng nhạy cảm hơn với thuốc trị ung thư.